Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã đến với phần 3 của clip này. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục xem những gì sau đây mà VHTV chia sẻ cho các bạn. Đây là thể hiện cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lắp các cái trục, ba cái trục của căn cua nhé các bạn. Trục gạt về số 2, số 1 và số nhánh chậm. Thì cách thức bỏ cái trục của cái căn cua này thì các bạn lưu ý rằng là khi bỏ viên bi, các bạn có thể dùng một cái gỗ gọt làm sao cho nó vừa để dí cái xo của cái bi hạm xuống. Rồi sau đó chúng ta hãy đưa vào và đồng thời đút trục càng cua để đóng làm sao để cho nó lướt qua cái viên bi đó thì nó sẽ vào được cái ngàm. Phương pháp này thì bởi vì không có cái đồ để thay, chúng tôi sẽ dùng cái gỗ để vót làm như thế này cho nó hợp lý các bạn nhé. Đây, đây là trục của cái càng cua thứ nhất chúng tôi đã lắp vào. Này, mồi này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và thiết thực, giúp được điều gì đó cho các bạn thì hãy ủng hộ kênh VHTV để nhận được những video sớm nhất, và hơn nữa các bạn cũng không bỏ sót những video tiếp theo. Đó. Cái bi hôm qua đây này. Thừa một bi này. Đó đó, chính là cái bi này là nghiền lên rồi đó. Đó là thủ phàm đó phải không? Đây là kỹ thuật viên lỗ băng các bạn nhé. Đây là một trong những cái vấn đề là do những cái thợ trước đã lắp và sau khi bung cái viên bi này xuống, tức là có thể là bị vỡ một bánh răng nào đó mà họ tháo ra sau khi cái viên bi này rơi xuống ở đáy của hộp số nên không lấy ra. Mà hôm nay là máy đã dẫn đến là vỡ lốc, gãy các cái mẻ hết các cái bánh răng chuyển hướng, bộ bánh răng chuyển hướng, bộ bánh răng trục đuôi, dẫn đến là nó cấn, nó cợi. Khi máy hoạt động thì nó đã làm vỡ cả lốc. Cho nên đây là một trong những cái nguyên nhân khi có những cái miếng sắt hoặc là bi rơi xuống các bạn phải lấy ra bằng được. Mình phải thử đêm ăn thôi. Đêm rất ngon. Đây là nắp ba lỗ đậy
đẩy cái viên bi mà luôn cái trục bánh răng, bộ bánh răng chuyển hướng các bạn ạ. Anh thì ta đúng đi hình tàn như thế em đúng không? Không được mất được hình tàn mà đi như anh hỏng đáng cài chẳng hạn nên lệnh nó ra không mới. Nhưng mình cứ nới thả không đáng đúng không? Anh một cái là trong cái cuốn khổ hẳn đi để khi đó bắt đầu mới lắp được. Rồi khi nào bắt đầu mi chịu nghe cái nó mi lắp được. Có cái đêm đấy thôi hãy tệ tôi đi không có đêm có cái phất là cao su đây không có đá phất chuẩn
bạn đứa nhé, có hai bạn đứa kéo đi nữa thôi nè. Đây là nắp hầu nhé các bạn. Nắp hầu này gọi là nắp chốt cay, chốt bưa. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV để có thêm cái phần động lực cho những clip tiếp theo. Thank you.
sáng ngày mưa thả dân ca. Ta nhịp điệu trăm pa khắp năm trong sáng ngày mưa thả dân ca. Với sâm tơ mối tình đoàn kết bên nhau muốn đóa hoa vây chào mừng hai nước Việt Lào đôi ta chung một trận quyền đấu tranh không ngừng để bảo vệ nước non và câu ca chúng ta vì dịp nơi biên giới anh bên kia với tôi bên này tình kéo sơn đấy, như thế là sau khi tháo lắp thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong việc khúc sổ này các bạn nhé. Kỹ thuật viên đã lắp xong hoàn thiện. Nhẹ nhàng đấy chứ. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn lắp cách thay thế lốc phục của lốc liên. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực thì mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết để nhiều người đã cần cái sự chia sẻ của các bạn khi gặp cái sự cố và những cái tình huống này. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.